thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, ngành giao thông vận tải Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại, kịp thời khắc phục sự cố do bão gây ra, đảm bảo tuyệt đối cho người dân và phương tiện giao thông an toàn thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Ngay sau khi có thông báo kết luận của lãnh đạo thành phố tại cuộc họp triển khai ứng phó với bão Noru, Sở Giao thông Vận tải đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ đi kiểm tra thực tế hiện trường, phân lịch trực cho từng thành viên, phòng ban trực thuộc, yêu cầu các đơn vị quản lý cầu đường kinh doanh vận tải, chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông, các công trình đường bộ đang thi công, triển khai ngay công tác phòng chống thiên tai theo từng lĩnh vực mình phụ trách. Cho đến thời điểm này, thì công tác phòng chống bão của ngành giao thông vận tải đã cơ bản hoàn thành. Chúng tôi đã tổ chức di rời toàn bộ các tàu du lịch về nơi trú ẩn an toàn, đi kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở để có giải pháp và phương án khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Đối với các công trình thi công trên đường bộ đang khai thác, chúng tôi cũng đã yêu cầu các chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công có giải pháp rào chắn, rồi thu dọn các trang thiết bị máy móc về nơi an toàn, thay hàng rào tôn bằng lưới B40 để tránh nguy cơ có thể xảy ra trong thời gian bão. Bên cạnh đó, Sở cũng đã yêu cầu tháo dỡ các camera đo tốc độ chuyên dùng, chỉ đạo công ty cổ phần cầu đường tiến hành trục vớt phao trên các tuyến đường thủy nội địa, trên các tuyến sông sung yếu, tháo dỡ dàn giáo, sắp xếp vật tư thiết bị phục vụ thi công sửa chữa cầu, gia cố khu vực cảng sông Hàn, chăn chống nhà cửa, xưởng, các bến bãi đỗ xe. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác khơi thông mương rãnh, lòng cống, lòng cầu, giải quyết tốt công tác thoát nước trên mặt đường, hạn chế xói lở nền đường, mố trụ cầu hạ lưu cống, đường ngang ngay trước khi bão đến. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên mà trực tiếp là ngành giao thông vận tải, thì công ty đã tập trung toàn bộ lực lượng cán bộ công nhân viên để triển khai các phương án phòng chống bão lũ, đồng thời tại các vị trí cầu cũng như các vị trí sông yếu, công ty đã bố trí nhân viên trực 24/24 để xử lý các tình huống có thể xảy ra đột xuất để kịp thời xử lý ngoài hiện trường. Với phương châm 4 tại chỗ theo kịch bản ứng phó phòng chống thiên tai, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư dự phòng cần thiết để sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố thiên tai khi có lệnh điều động, khắc phục nhanh nhất sự cố thiệt hại do mưa lũ gây ra để giao thông Đà Nẵng an toàn thông suốt.